Chị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, các tỉnh miền Bắc nói chung tiếp tục chịu ảnh hưởng của những luồng gió đông nam ẩm do khối không khí biển mang lại. Vì thế, ở khu vực phía đông bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung về đêm và sáng. Còn ở phía tây bắc bộ, phổ biến có mưa rào rải rác, tập trung vào tối và đêm muộn. Trong mưa dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh đi kèm, nên người dân vẫn cần cảnh giác. Sang ngày mai, cả miền Bắc dứt mưa, trời tạnh giáo có nắng, nền nhiệt cao nhất cho ngày mai trên toàn vùng đều sẽ nhích nhẹ lên mức là 31-33 độ. Ở miền Trung vẫn chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp yếu cộng thêm gió đông nam ẩm tác động chính đến vùng từ Thừa Thiên Huế ngược trở ra cho đến Thanh Hóa. Vì thế, ở khu vực này trong đêm nay có mây nhiều, mưa vài nơi. Sáng sớm mai có sương mù nhẹ, ngày mai trời nắng, nền nhiệt cao 32-34 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 33-35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam, hoạt động với cường độ trung bình yếu. Vì thế, về chiều tối và đêm, ở Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trên hai khu vực trời nắng ráo, nền nhiệt ít thay đổi. Cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 28-31 độ và Nam Bộ có mức nhiệt là từ 32-34 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cũng giảm còn mức cấp 4 và mưa dông cũng chỉ xuất hiện một vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.